niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho em được vui mừng đón mời chị Diệt Tỏa tất những vị đại biểu khách quý, các thầy các cô cùng trở về với chúng em trong chương trình lễ mít tình kỷ niệm 20 năm ra trường trường trung học cơ sở Sơn Xuân Tiến niên khóa 1998-2002 buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng vỗ một tràng pháo tay để chào đón các thầy các cô buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa các thầy các cô, lúc này thì hội khóa 1998-2002 của chúng em đang được hân hoan đứng dậy để đón các thầy các cô cùng về với chúng em trong ngày hội khóa ngày hôm nay đây. Chúng em vui mừng nhận thấy mái trường xưa, các thầy các cô ngày hôm nay với sự hiện diện rất mạnh khỏe, đông đầy yêu thương. Chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay rất lớn để chào đón các thầy các cô buổi sáng ngày hôm nay. Chúng em xin kính mời các thầy các cô sẽ trở về vị trí hàng ghế danh dự để cùng với chúng em tham dự với chương trình lễ mít tình kỷ niệm 20 năm ra trường của khóa ngày hôm nay. Xin chào tới các bạn trong ban tổ chức của ban liên lạc, chúng ta sẽ hướng dẫn và đón mời các thầy các cô trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Chúng em kính mời các thầy các cô sẽ trở vào hàng ghế danh dự và mời các bạn trong hội khóa chúng ta sẽ cùng an toàn. Chúng em xin kính mời các thầy các cô sẽ ổn định các vị trí và mời tất cả các bạn trong hội khóa chúng ta sẽ an toàn. Xin chào các bạn trong ban tổ chức của ban liên lạc của hội khóa, chúng ta sẽ đón mời các thầy các cô buổi sáng ngày hôm nay. Vui mừng được chào mừng sự hiện diện của các thầy các cô, các vị đại biểu khách quý cũng như toàn thể các bạn được khóa niên khóa 1998-2002 cùng về với ngày mà chúng ta tổ chức chương trình lễ meeting kỷ niệm 20 năm ra trường của hội khóa ngày hôm nay. Xin được đại diện cho ban liên lạc xin được gửi lời chào, lời cảm ơn đến toàn thể các thầy, các cô, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn hội khóa ngày hôm nay. Kính chúc các thầy, các cô cùng toàn thể các quý vị đại biểu khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các thầy, các cô cũng như toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, đó là niềm mong mỏi của những người thực hiện với hội khóa của chúng em ngày hôm nay. Để rồi sau ấp ủ bao nhiêu hoài bão, ngày hôm nay lễ kỷ niệm 20 năm ra trường của chúng em đã trở thành hiện thực. Về dự với chúng em trong ngày hôm nay, chúng em vui mừng được chào đón các thầy các cô, và đó cũng chính là mong ước của kỷ niệm xưa. Ngay sau đây thì chúng em xin kính mời các thầy các cô sẽ cùng với chúng em tham dự với phần văn nghệ chào mừng và tiếng hát của các bạn trong hội khóa ngày hôm nay. Mở đầu chương trình văn nghệ chào mừng các thầy các cô, các quý vị đại biểu khách quý ngày hôm nay, xin kính mời các thầy các cô cùng kính mời quý vị đại biểu khách quý, chúng ta sẽ đến với nhạc khúc Mong ước kỷ niệm xưa qua tiếng hát của bạn Mai Sơn, đại diện cho hội khóa và đại diện cho tập thể lớp 9C. Mời quý vị một tràng pháo tay để chào mừng. Thầy cô giáo và các bạn nhân ngày trở về mái trường mình yêu, em xin gửi đến các thầy cô và các bạn các khúc Mong ước kỷ niệm xưa. Đúng rồi, cái thời gian trước học cùng với cả đến khi học cả. Được rồi.
trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè bên thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa, lòng chưa dâng liếm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xa. Bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho kỷ niệm xưa, để chúng ta cùng nhớ về mái trường xưa, nhớ về các thầy các cô, được gặp lại các bạn sau những năm xa cách. Xin được cảm ơn bạn Mai Sơn rất là nhiều. Lúc này thì xin được kính mời các thầy các cô, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng đọng với tiếng hát của bạn Quỳnh Thêm với nụ cười tuổi đôi mươi. Mời quý vị một tràng tay lớn để chào đón Quỳnh Thêm trở về sân khấu ngày hôm nay. Thưa quý vị, Quỳnh Thêm cũng là một tiếng hát đại diện cho tập thể lớp 9B
ngày hôm nay đây về tham dự trong hội khóa. Với rất nhiều những lo toan, những bộn bề cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta có những giây phút được về bên nhau, được quây quần bên các thầy, các cô, bên bạn bè của mình sau những năm xa cách. Và nụ cười 18 đôi mươi sẽ thay cho lời mà Quỳnh Thêm muốn nói bởi quý thầy cô cùng toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm mình ra trường, con xin gửi tới quý thầy cô cùng toàn thể các bạn ca khúc Nụ cười 18-20. Nhìn về phương xa, dù qua bao gian khó, anh nhớ nụ cười là món quà. La 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 la, để người thấy thế giới vẫn xoay. Tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy. Xin mời các thầy cô cũng như các bạn đội khóa dành cho bạn đồng Quỳnh Thêm một tràng pháo tay. Kính thưa quý thầy, quý cô, thưa tất cả các bạn, của hội khóa 18 đôi mươi là cái tuổi của mỗi người chúng ta khi chúng ta tốt nghiệp các trường. Và ngày hôm nay đây, trong niềm vui hân hoan được trở về mái trường xưa, được gặp lại các thầy, các cô sau bao kỷ niệm, chúng em được ôn lại kỷ niệm xưa. Và thưa quý vị, nhạc sĩ Vũ Hoàng, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, khi sáng tác về các thầy, các cô, về tình thầy trò, đã viết một trong những ca khúc nổi tiếng nhất dành tặng cho các thầy, các cô.
và như là kim chỉ nam cho lứa tuổi học trò với Bụi Phấn, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Ngay sau đây chúng em xin kính mời các thầy các cô, kính mời các quý vị đại biểu khách quý, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thưởng thức về tiếng hát của cô giáo Minh Huê, ca sĩ khách mời đến từ trường Trung học cơ sở xã Giao Thiên, huyện Giao Thủy. Mời quý vị một trong các tay để chào đón tiếng hát của Minh Huê ngày hôm nay. Minh Huê. Kính thưa các thầy các cô, bài học đầu tiên có bóng hình núi sông cho em những con đò vàng hạnh phúc. Hôm nay chúng em được quy tụ về nơi đây để chúng em cùng gặp gỡ các thầy các cô sau bao năm xa cách, để rồi qua từng trang giấy chúng em được ngồi bên nhau, được lắng nghe các thầy cô giảng các bài. Và ngày hôm nay đây, sau khi đã đi muôn phương trên tổ quốc thân yêu Việt Nam này, chúng em được quy tụ về nơi đây. Một lời cầu chúc cho bạn, cho tôi, đó cũng chính là lời của bài hát mà anh Duy muốn gửi tới tất cả quý thầy cô cũng như các bạn trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý thầy cô cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng chào mừng tiếng hát của anh Duy, đại diện chuỗi khóa cũng là tập thể lớp 9A với nhạc khúc Cho Bạn Cho Tôi. Lời đầu tiên, chị em xin gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô cùng các bạn, một lời chúc thân thương nhất.
để buổi lễ kỷ niệm 20 năm hôm nay được chu đáo thì rất là cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp rất chu đáo để cho thầy cô và học trò được gặp gỡ. Xin các bạn cho một tràng pháo tay để cho thấy tinh thần phấn khởi. Được gặp lại thầy cô giáo cùng các bạn bè thì trong lòng nó có hơi một chút thì gọi là nó cảm xúc nó dâng trào. Tôi không biết trình bày thế nào nữa, thôi bây giờ trình bày qua bài hát vậy. Để xin gửi tế nhạc phẩm cho bạn cho tôi. Công cụ hỗ trợ. Tại sao quý vị lại không vỗ tay cho tiếng hát của Mai Duy ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều với một sức sống rất trẻ qua tiếng hát của Mai Duy ngày hôm nay với nhạc khúc Cho Bạn Cho Tôi, để rồi lời ca Còn Mãi Cho Bạn Cho Tôi, để chúng ta cùng nhau xây đắp tình bạn hữu, tình thầy cô và cùng về đây để chúng ta cùng chia sẻ hạnh phúc trong ngày hôm nay. Cảm ơn Mai Duy rất là nhiều.
Kính thưa tất cả các thầy, các cô, chúng ta về đây tựa như một mùa xuân. Để được mùa xuân thì cánh én báo tin vui. Và mùa xuân là mùa mà chúng ta quy tụ với nhau. Và trong ngày hôm nay, khi mà chúng ta quy tụ về nơi trường tiểu học xã Xuân Tiến ngày hôm nay để kỷ niệm 20 năm ra trường của niên khóa 1998-2002 và trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến ngày hôm nay thì có thể cũng tựa như một mùa xuân. Và ngày hôm nay đây hiện diện với chúng em trong chương trình ngày hôm nay, rất vinh dự được đón các thầy các cô ngày hôm nay. Thì lúc này với tiếng hát của Phương Oanh, đại diện cho hội khóa cũng là tập thể lớp 9D, xin được gửi tới các thầy các cô, các vị đại biểu khách quý với một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, nhạc khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân. Mời quý vị một trong các thầy chào đón tiếng hát của Phương Oanh ngày hôm nay. Để tiếp nối chương trình, em xin gửi tới các thầy cô cùng các bạn ca khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân ạ. Đường mới vai bên vai những lúc
đầu tôi. Các thầy, các cô, thưa quý vị đại biểu khách quý, giờ đây cho phép ban tổ chức chúng em xin phép được chính thức đi vào chương trình lễ meeting kỷ niệm 20 năm ra trường, trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến, liên khóa 1998-2002, trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến ngày hôm nay. Trọng kính các thầy, các cô, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bạn, thời gian trôi đi thật nhanh và không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao kỷ niệm, thấm thoát đã 20 năm, chúng em rời xa mái trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến, đi về muôn phương. Hôm nay, chúng em có dịp được gặp lại đông đủ các thầy, cô giáo kính yêu và các bạn học sinh thân thiết thuở nào của trường cấp 2 Xuân Tiến. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các biên hội viên trong khóa 1998-2002, xin phép được gửi lời chào đến các thầy, các cô. Xin kính chúc các thầy, các cô cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, viên mãn. Xin gửi lời chào tất cả các bạn hội khóa 1998-2002, năm xưa lời chào thân thương. Chúc các bạn và gia đình vạn sự như ý, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và ý nghĩa. Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt gắn bó. Kính thưa các thầy, các cô, thưa các bạn, kể từ ngày lớp chúng ta chia tay các thầy, các cô và bạn bè, rời xa mái trường thân yêu này, nay đã trải qua 20 năm và cũng gần ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời với biết bao niềm vui, nỗi buồn, với nhiều thứ đáng nhớ và đáng quên, người còn và người mất. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được những ngày tháng còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng như đang được cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày nào lại bất chợt dâng trào trong ta, nỗi niềm bồi hồi xúc động. Và cũng trong sự cảm xúc đó, chúng ta có mong muốn trở lại mái trường xưa để được gặp lại các thầy, các cô và gặp lại các bạn trong liên khóa. Hôm nay, sau bao ấp ủ hoài bão, với sự công tác rất lớn của ban liên lạc các hội khóa, các lớp, ngày hôm nay, ban hội khóa của tập thể 1998-2002 được sự cho phép của quý vị ngày hôm nay đã tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 20 năm ra trường ngày hôm nay. Cùng về dự với chúng em trong chương trình lễ meeting kỷ niệm 20 năm ra trường ngày hôm nay, chúng em xin được chào mừng sự hiện diện của các thầy, các cô, chào mừng sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn học viên trong liên khóa của chúng ta đã về dự đông đủ. Xin được chào mừng nhiệt liệt sự hiện diện của thầy Phạm Văn Cây, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến. Chúng em xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của cô Phạm Thị Hiền, nguyên phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến. Chúng em xin được chào mừng sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Nhị, hiệu trưởng trường tiểu học xã Xuân Tiến. Chúng em xin được chào mừng sự hiện diện của cô Đặng Thị Hồng, cô Vũ Thị Kim Túc, cô Nguyễn Thị Thu và cô Trần Thị Bắc. Chúng em xin được chào mừng sự hiện diện của cô Trần Thị Nhiệm, cô Lương Thị Khá, cô Đặng Thị Dung và cô Bùi Thị Thắm. Chúng em xin được chào mừng sự hiện diện và có mặt của thầy Vũ Văn Chuyên, cô Nguyễn Thị Hương, thầy Nguyễn Văn Thuận và thầy Trần Trung Thuận. Chúng em xin được chào mừng sự hiện diện của thầy Nguyễn Thanh Tùng, cô Vũ Thị Nụ, cô Nguyễn Thị Thanh Hương, thầy Nguyễn Văn Quỳnh, cô Nguyễn Thị Dung và cô Nguyễn Thị Ngọc ngày hôm nay. Cùng với đó, chúng em cũng được chào đón sự hiện diện của cô Phạm Tư Duyên. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào mừng tất cả các thầy, các cô ngày hôm nay. Kính thưa các thầy, các cô, sau bao hoài bão, sau nhanh ngay những tháng ngày ao ước, ấp ủ, có kế hoạch để tổ chức kỷ niệm 20 năm ra trường, ngày trở về mái trường xưa, hội khóa 1998-2002 của trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đây, chúng em được đón nhận tất cả sự hiện diện của các thầy, các cô cùng về để chia sẻ và chúng em được tri ân các thầy, các cô ngày hôm nay. Ngay sau đây để chào mừng các thầy, các cô cũng như toàn thể các quý vị đại biểu khách quý và chào mừng các bạn trong hội khóa,
cho phép ban tổ chức MC được giới thiệu bạn Trịnh Xuân Hòa, đại diện cho ban liên lạc của hội khóa, sẽ trở về sân khấu để có lời phát biểu tri ân các thầy các cô, cũng như chào mừng tất cả các quý vị đại biểu khách quý về dự trong chương trình lễ kỷ niệm 20 năm ra trường ngày hôm nay. Xin kính mời. Kính thưa quý thầy cô giáo, các bạn trong hội khóa 1998-2002 thân mến, lời đầu tiên em xin được thay lời cho tất cả các bạn trong niên khóa 1998-2002 xin được gửi lời trân trọng, lời chúc sức khỏe tới quý thầy cô và toàn thể các bạn. Kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn, gặp lại các bạn và các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, chúng em lại bâng khuâng, xao xuyến, bồi hồi, xúc động khi nhớ về thầy cũ trường xưa, những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường, mang đến cho chúng em niềm hân hoan, phấn khởi, làm nên cho chúng em những niềm nhớ nhung. Và chúng em ở đây đấy phải biết ơn các thầy cô giáo, những người đã từng dạy dỗ và dìu dắt chúng em nên người. Có một nhà thơ đã từng nói, một dòng đời, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trông trên bờ, muốn biết qua sông phải lụy lò, đường đời muôn bước phải nhờ người đưa. Có ai đó đã ví các thầy cô như những người chèo đò, còn chúng em là những vị khách qua sông. Khách qua sông đã qua rồi, người chèo đò thì vẫn còn đó, giữ đôi bờ, đưa bao thế hệ đi qua giữa dòng sông tri thức. Và ngày hôm nay thật vui vì những khách qua sông đã trở về với bến đò xưa, bên cạnh người chèo đò lặng lẽ nhìn dấu ấn thời gian trên mái tóc đã bạc của các thầy. Chúng em cảm thấy sâu sắc sự lớn lên của mình giữa cuộc đời bận rộn đầy lo toan. Mỗi khi nghĩ về các thầy, các bạn, một thời gian đã được học dưới mái trường này, lòng chúng em như được ấm lại. Và em xin được đại diện cho tất cả các bạn học sinh niên khóa 1998-2002 xin được trân trọng khai mạc buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Xin kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống cũng như trong hành trình đưa các chuyến đò qua sông. Chúc cho buổi kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của hội khóa chúng ta thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các thầy các cô, vừa rồi bạn Trịnh Xuân Hòa xin phép được đại diện cho ban liên lạc của hội khóa, đại diện cho tất cả các con tim của hội khóa 1998-2002 chào mừng sự hiện diện của các thầy các cô. Cùng về dự với chúng em ngày hôm nay, chúng em còn được đón sự hiện diện của cô giáo Trâm và cô giáo Mai, cũng như các thầy cô cùng về dự rất là đông đủ với chúng em ngày hôm nay. Kính thưa tất cả các thầy các cô, để kỷ niệm hội khóa 20 năm ngày hôm nay, với sự nỗ lực rất lớn của ban liên lạc của hội khóa thì chúng em luôn nhận được sự tin tưởng từ các thầy các cô, sự động viên của các thầy các cô dành cho hội khóa của chúng em ngày hôm nay. Và rồi mong ước kỷ niệm xưa của chúng em ngày hôm nay đã trở thành hiện thực với tất cả những tấm hình lưu niệm đã có từ thời niên thiếu, tuổi học sinh, tuổi 18 đôi mươi. Ngày hôm nay trong một phóng sự rất ngắn, chúng em xin kính mời các thầy các cô sẽ hướng lên màn hình lớn để chúng ta sẽ cùng theo dõi những khoảnh khắc đáng nhớ của hội khóa 1998-2002 của chúng em. Chờ dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè
nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mong xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Cười con
nắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chúng em kính mời các thầy cô cùng các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay cho clip của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các vị đại biểu khách quý, để có được những kỷ niệm đẹp của ngày xưa và những thành công của ngày hôm nay chính là sự yêu thương, sự quan tâm, dạy dỗ của các thầy, các cô dành cho chúng em. Vì vậy, sau 20 năm ra trường, chúng em về đây để thực hiện hành động để thay cho lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô đã luôn quan tâm, bảo ban tận tình để nâng đỡ cánh ước mơ của chúng em thuở bé. Để rồi qua sông ngảnh lại thương đò, xa thầy nỗi nhớ quả trò nao nao. Thay mặt cho ban tổ chức, em xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về sân khấu thầy Phạm Văn Cậy, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Xuân Tiến, niên khóa 1998-2002, sẽ thay mặt cho tập thể các thầy cô giáo trở về sân khấu để có lời phát biểu cảm nghĩ trong quá trình công tác dìu dắt thế hệ học sinh niên khóa 1998-2002. Kính mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón thầy Phạm Văn Cậy trở về sân khấu ngày hôm nay. Chúng em xin kính mời thầy. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa tất cả các cựu học sinh của khóa 1998-2002 của trường Trung học cơ sở Xuân Tiến. Thế thì hôm nay về đây dự cái buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của cựu học sinh khóa 1998 và 2002, thì thay mặt được giới thiệu và thì tôi cũng có một số phát biểu cho này. Trước hết ấy, thì mấy năm qua do cái dịch bệnh rồi những vấn đề mà ảnh hưởng của cái đại dịch ấy, thì tôi thấy rằng là các cái khoa học sinh trong những năm qua vẫn có những cái lớp vẫn tổ chức được các cái buổi gặp mặt. Như năm ngoái tôi nhớ là có một buổi gặp mặt cũng mời tôi nhưng mà vì lý do cá nhân cũng không tham dự được. Thế năm nay thì tuần trước cũng ở địa điểm này, phải không? Cũng một cái khóa mà năm nay tầm tuổi là 40. Đấy, 40 mà cái khóa chúng ta hiện nay đang ngồi đây là 35 và ông kém khoảng 5 tuổi. Thì tôi thấy rằng là liên tục có những cái hội lớp hội khóa trong cái hè này. Điều đó chứng tỏ rằng là dịch bệnh đã hết và kinh tế phát triển và xã hội trở lại hoạt động bình thường. Đây là một cái điều mà thấy rằng là cũng rất phấn khởi cho chung của cả nước cũng như là cái riêng của các cái các xã chung quanh đây và riêng Xuân Tiến. Cái điều phát biểu thứ hai là tôi thấy thế này, cũng là cái hội lớp hội khóa của Xuân Tiến đấy thì được tổ chức đông như thế này mà phải nói rằng là hoành tráng như thế này, có phát biểu như thế thì cũng thấy rằng là một cái điều thấy rằng là rất là trân trọng cái sự cố gắng đấy. Mà làm được cái này đấy, làm được như thế này phải có nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là thống nhất được, phải không? Thống nhất được, tổ chức được, duy trì được, đấy mới là cái điều khó mà chúng ta làm được, các bạn làm được. Cái điều thứ hai là phải có cái kinh tế, phải không? Cái đồng thuận mới làm được. Cái điều đó chứng tỏ là cái khóa chúng ta là có nhiều người vào thành đạt và làm ăn kinh tế mà cũng được, phải nói là được, mới làm được thế này. Phải nói như tôi thì cũng ở đây lâu nhưng mà không phải là duy nhất ở địa phương này, cũng ở quê và ở Xuân Tiến, nhưng mà thấy rằng là tổ chức của những cái khóa của Xuân Tiến là thường là trang trọng, rất trang trọng.
trang trọng. Cho nên là hôm nay thì cũng nói là thay mặt các thầy cô giáo thì cũng chưa hỏi đủ, vì các thầy cô giáo nghỉ hưu thì và các thầy cô giáo đang công tác. Cách đây một tuần thì cũng thầy cô giáo nghỉ hưu thì nhiều hơn, hôm nay thì có cả các thầy cô giáo mà đang công tác cũng còn nhiều. Cho nên là cũng thay mặt các thầy cô giáo thấy rằng là các em đã quan tâm với các thầy cô giáo, và các thầy cô giáo cũng ghi nhận là cái sự cố gắng của chúng ta, của cái khóa chúng ta đã tổ chức một cái buổi gặp mặt 20 năm như thế này và tri ân đến các thầy cô giáo, đó là một điều hết sức là trân trọng, hết sức là quý. Nên một lần nữa là rất cảm ơn các cựu học sinh của khóa 1998-2002 của trường Trung học cơ sở Xuân Tiến. Và cũng mong rằng là chúng ta cố gắng duy trì tốt và duy trì tốt để làm sao và cũng là một cái nguồn và một cái nguồn động viên cho các thầy cô giáo nghỉ hưu cũng như đang công tác, đồng thời cũng là những cái mà bài học cho các cái khóa về sau này, các cái học sinh này và kể cả con cháu chúng ta. Đây là một cái điều hết sức phấn khởi. Cái cuối cùng thì cũng bản thân cá nhân cũng hết sức là trân trọng cảm ơn các em, và cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả các thầy cô giáo và chúc sức khỏe của tất cả các bạn. Và chúng ta làm sao giữ vững được cái truyền thống, được cái hội khóa hội lớp thế này, một cái điều hết sức tốt đẹp. Và cũng mong chúc cho cái khóa chúng ta là gặt được nhiều cái thành công trong cả cuộc sống cũng như vấn đề xã hội, và cũng như cái tình bạn, tình thầy trò và cái những cái kỷ niệm của những cái năm học ở trường Trung học cơ sở Xuân Tiến. Một lần nữa xin cảm ơn. Chúng em xin được đại diện cho hội khóa chân thành cảm ơn những cảm nghĩ, những lời phát biểu động viên của thầy Phạm Văn Cậy, nguyên hiệu trường Trường Trung học cơ sở xã Xuân Tiến, liên khóa 1998-2002, đại diện cho các thầy cô giáo đã về hưu cũng như các thầy cô giáo còn đang giảng dạy tại trường Trung học cơ sở xã Xuân Tiến ngày hôm nay đã có lời phát biểu động viên đến chúng em. Một lời nữa chúng em xin được kính chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Kính thưa các thầy các cô, có lẽ rằng với các thầy các cô thì chúng em lứa tuổi nhất quỷ thì ba thứ ba học trò, thì chúng em cảm nghĩ rằng khi gặp các thầy các cô thì chúng em có một cảm giác đó là sợ sệt. Sợ sệt bởi vì nhiều khi chúng em sợ không biết phải nói gì khi gặp các thầy các cô. Sợ vì biết được hôm nay đến lượt mình phải lên bảng. Sợ vì chưa thuộc bài mà phải đến lớp. Nhưng có lẽ rằng với tất cả những tâm tình đó ngày hôm nay đây, chúng em quy tụ về nơi đây thì chúng em đều rất muốn nghe các thầy các cô phát biểu tâm sự trong cái thời gian mà các thầy các cô dạy chúng em. Và có lẽ rằng người ta vẫn nói rằng các thầy dạy môn toán thì chỉ dạy cho chúng ta những con số, còn các cô dạy môn văn thì ngoài dạy văn thì còn dạy chúng ta cách làm người. Và ngày hôm nay thì hiện diện cùng với chúng em ngày hôm nay có rất nhiều các cô dạy văn, và có lẽ rằng gắn bó với thế hệ của chúng em nhiều nhất. Chúng em ngay sau đây xin phép được trân trọng kính mời và trở về sân khấu với lời phát biểu của cô Nguyễn Thị Thắm, là giáo viên dạy môn văn, liên khóa 1998-2002 sẽ có lời phát biểu đến tất cả chúng em. Mời quý vị một cháu để chào đón cô Thắm ngày hôm nay. Chúng em kính mời cô. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể học, các bạn học sinh thân mến, hôm nay giữa sân trường xưa, cô và trò chúng ta đang mở ra trang đời mới. Tất cả đều tìm về ký ức theo bước chân thời gian 20 năm của thế hệ học sinh ra trường, về thăm trường xưa nước cũ, hoài niệm một thời áo trắng trong veo đã qua. Thời gian như dòng sông chảy trôi, có thể xóa mờ mọi dấu tích, nhưng thời gian cũng là chứng nhân khẳng định tình nghĩa thầy trò, niềm yêu đối với trường xưa, bạn cũ không bao giờ tắt lịm trong đời người. Vượt lên mọi nhọc nhằn vì mưu sinh, cô rất trân quý. Sau 20 năm, các em khóa 1998
2002 vẫn giữ trọn lòng nhớ ơn, ước hẹn ngày về, làm sống dậy những hình ảnh sinh động đẹp đẽ dưới mái trường và quê hương mình. Thời gian đó, các em khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình để kiên trì, miệt mài học tập và trưởng thành. Giờ đây, cảnh vật có thể đổi thay. Thầy, cô bao người xưa và mái trường này, nhưng giá trị tinh thần vẫn nguyên vẹn. Cô mong muốn các em hôm nay tìm lại bóng dáng nét đẹp qua vết khắc của quá khứ sẽ được tiếp nối trong tương lai. Truyền thống của nhà trường là ánh nắng ấm áp dẫn dắt chúng ta gieo hạt nảy mầm cho những mùa sau tươi sáng hơn, hòa nhịp với tên gọi miền ký ức, nên cô viết những phần thơ gửi các em. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bè bạn mới vừa hôm qua, 20 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu. Thẻ này hẹn gặp lại nhau, thầy xưa trường cũ, bạn đâu nhớ về. Lời hẹn ấy hôm nay đã trở thành hiện thực với các em. Trong giây phút xúc động này, các em hãy tận dụng thời gian của buổi gặp mặt để hàn huyên tâm sự, cùng ôn lại những kỷ niệm một thời dấu yêu, và hãy chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn ở xa không về được, không về dự được. Buổi gặp mặt này, một kỷ niệm đẹp đáng trân trọng trong cuộc đời của các em. Các em học sinh thân yêu, người ta có thể thắp trăm ngọn nến, nhưng muốn giữ được ngọn lửa trong tim thì chỉ có tình người. Cuộc hội ngộ này do các em tổ chức đã tạo cơ hội gặp gỡ của thầy cô giáo đã và đang công tác tại trường cùng các cựu học sinh đầy ý nghĩa và nhân văn. Xin được cảm ơn và kính chúc tất cả quý thầy cô và các em tràn ngập niềm vui, cùng đồng cảm và yêu thương trong buổi họp mặt này. Trân trọng cảm ơn. Có lẽ rằng với tất cả các bạn hội khóa 1998 và 2002 ngày hôm nay thì đối với mỗi người chúng ta, các thầy cô ngày hôm nay chúng ta gặp lại thì với bóng dáng hao hao ngày xưa vẫn thế, và cô Thắm ngày hôm nay thì vẫn vậy. Và gần đến quý vị đồng ý, xin quý vị một tràng để cảm ơn các thầy, các cô và cảm ơn cô Thắm rất là nhiều. Vâng, chúng em xin phép được đại diện cho hội khóa 1998-2002 chân thành tri ân những lời tâm sự đầy nhiệt huyết của cô Nguyễn Thị Thắm dành tặng cho hội khóa của chúng em. Hy vọng rằng với những chia sẻ của thầy Phạm Văn Cậy và của cô Nguyễn Thị Thắm đại diện cho các thầy cô giáo về đây dự với chúng em trong ngày tổ chức 20 năm ra trường sẽ là dấu ấn để chúng em tiếp tục bước trong cuộc sống hàng ngày của chúng em ngày hôm nay. Và kính thưa các thầy, các cô, có lẽ rằng với chúng em, những hội khóa 1998-2002 ngày hôm nay vẫn luôn khắc ghi lời của thầy cô dạy dỗ chúng em. Và một lần nữa chúng em xin kính mời các thầy, các cô, mời tất cả các bạn trong hội khóa chúng ta sẽ cùng lắng đọng với nhạc khúc Lời Thầy Cô qua tiếng hát của cô giáo Minh Huê ngày hôm nay. Kính mời quý thầy cô cùng toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Con thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi mai đây con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời. Lời thầy cô con luôn mang bên mình là hình trang cho con bước đi.
mai khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi mai đây khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên là hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi sao trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại, lời thầy cô luôn mãi bên con. Dù đường xa con không ngại gian khó, lời thầy cô chắp cánh cho con vững bước không đi trên đường đời. Dù thế gian sâu có thưa các thầy, các cô, có rất là lời thầy cô chúc em sẽ mãi không quên. Và trong ngày tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ra trường niên khóa 1998-2002 ngày hôm nay đây, với sự hiện diện của các thầy, các cô, khi chúng em là thế hệ học sinh, khi mà lướt qua nhìn thấy thì vẫn thiếu vắng một số bóng dáng thầy cô. Và trong cuộc sống này, dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử, đó là quy luật của tự nhiên và tạo hóa, nhưng với nỗi buồn man mát mà chúng em ngày hôm nay không được gặp lại những bóng dáng đó. Và trong hội khóa của chúng em cũng mất đi một người bạn thân yêu trong hội khóa. Và trong cơ hội của ngày hội khóa kỷ niệm 20 năm hôm nay, trong giây phút linh thiêng này, chúng em xin phép được kính mời các thầy, các cô cùng toàn thể các bạn trong hội khóa, chúng ta sẽ cùng đứng dậy để chúng ta sẽ cùng tưởng nhớ các thầy và các bạn đã ra đi trước chúng ta về cõi vĩnh hằng trong giây phút thiêng liêng ngày hôm nay. Chúng em xin lắp kính mời các thầy cô cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng đứng dậy để chúng ta giây phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm xin được bắt đầu. Xin cảm ơn các thầy cô, các bạn rất nhiều. Kính mời quý thầy cô và các bạn an toàn. Kính thưa các thầy, các cô, để có chương trình buổi lễ gặp mặt hôm nay, kỷ niệm 20 năm ra trường của hội khóa 1998-2002, chúc em một lần nữa chân thành tri ân với các thầy, các cô. Cảm ơn các bạn trong ban tổ chức, trong ban liên lạc đã rất vất vả những ngày qua để kết nối các ban liên lạc của các lớp, để chúng ta cùng về đây, để chúng ta gặp gỡ các thầy, các cô và gặp gỡ bạn bè thân yêu của mình sau 20 năm xa cách. Kính thưa các thầy, các cô, có lẽ rằng trong ngày lễ kỷ niệm hôm nay cũng là dịp để chúng em được tri ân, cảm ơn sâu sắc đến các thầy, các cô. Và trong giây phút ngày hôm nay đây, giờ này cho phép ban tổ chức chúng em xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về sân khấu với sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Nhi, hiệu trưởng trường tiểu học xã Xuân Tiến. Và xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Quỳnh, đại diện cho liên đội trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến trở về sân khấu, để chúng em có những tặng quà muốn tri ân hai quý nhà trường cũng như liên đội trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến ngày hôm nay. Chúng em xin được trân trọng kính mời. Xin mời đại diện lớp 9A trở về sân khấu. Chúng em xin kính mời cô Nguyễn Thị Nhi, đại diện cho trường tiểu học. Xin kính mời thầy Nguyễn Văn Quỳnh, đại diện cho liên đội trường tiểu trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến trở về sân khấu để chúng em có những lá hoa chúc mừng.
Và ngày hôm nay đây, niên khóa 1998-2002 xin nhất được ủng hộ cho quỹ liên đội trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến với hiện vật là 60 suất quà bằng hiện vật trị giá 5 triệu đồng. Xin quý vị một tràng vỗ tay để chúc mừng. Xin kính mời đại diện sẽ trở về sân khấu để trao hoa và quà chúc mừng cho hai trường tiểu học và trung học ngày hôm nay. Xin mời các đại diện sẽ trở vào sân khấu để trao quà tặng tri ân cho trường tiểu học xã Xuân Tiến và quỹ liên đội trường trung học cơ sở xã Xuân Tiến ngày hôm nay. Chúng em kính mời các thầy cô, kính mời các vị đại biểu, chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay nữa để chúc mừng. Chúng em xin cảm ơn thầy Nguyễn Văn Quỳnh và cô Nguyễn Thị Nhĩ. Ngay sau đây chúng em xin phép được trân trọng kính mời trở về sân khấu với sự hiện diện của thầy Phạm Văn Cây, cô Phạm Thị Hiền, cô Đặng Thị Hồng, cô Vũ Thị Túc, cô Nguyễn Thị Thu và cô Trâm cũng như cô Bùi Thị May trở về sân khấu để chúng em tri ân. Xin kính mời tập thể đại diện của 9B sẽ trở về sân khấu để trao quà tri ân cho các thầy cô. Chúng em xin kính mời thầy Phạm Văn Cây, cô Phạm Thị Hiền, cô Đặng Thị Hồng, cô Vũ Kim Túc, cô Nguyễn Thị Thu, cô Giáo Trâm và cô Bùi Thị Mai. Chúng em kính mời các thầy cô sẽ di chuyển về sân khấu ngày hôm nay. Đây sẽ là cơ hội để cho niên khóa 1998-2002